biển quảng cáo ngày nay được lắp đặt phong phú, đa dạng về kích cỡ và kiểu cách, tạo nên gương mặt rực rỡ cho đô thị hiện đại. Tuy nhiên, những tấm biển quảng cáo này lại đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ mà chính người sử dụng và đơn vị thi công không lường trước được hậu quả. Người bố, người mẹ này dường như đã mất đi tất cả chỉ sau một đêm. Hai đứa con thơ của họ tử vong do ngạt khói. Căn nhà khang trang mà hàng chục năm hai vợ chồng gây dựng bỗng chốc bị thiêu rụi. Thấy nó cháy, lửa bốc cháy từ dưới tầng 2 bốc lên ở trên giếng trời ấy. Thì mở cửa phòng đi ra hành lang thì thấy khói đen mù mịt, không thể ra được, thế khóa cửa là đóng cửa lại, xong rồi bế con treo qua cửa sổ. Vợ nhảy xuống trước, còn tôi ôm con nhảy xuống sau. Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 tại tiệm vàng Đức Anh ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do chị Mai Thị Anh, 35 tuổi, làm chủ, khiến 10 người thương vong. Tôi lúc ấy thì tôi đang ngủ, mà chỉ nghe thấy lộp bộp, nó nổ tiếng nhỏ một ấy. Thì tôi cũng quan niệm cho là nó đốt pháo ở đâu cơ, chứ không biết. Sau đó lâu rồi thấy dậy thì ra thì thấy mới biết là chỗ này nó cháy, mà bên kia là đông người, tất cả đông người, đến nó có xe cứu hỏa, xe cứu thương đến. Sau khi xảy ra cháy, người dân và lực lượng cứu hộ đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa nhưng bất thành. Do kiến trúc của ngôi nhà hình ống cao tầng, cửa sổ nhỏ kiên cố nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tối ngày 12 tháng 6 năm 2013, một ngọn lửa bao trùm toàn bộ biển quảng cáo của quán karaoke 6 tầng nằm tại đường Xã Đàn, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Giao thông tại khu vực này bị phong tỏa để phục vụ cho công tác chữa cháy. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, vụ hỏa hoạn hoàn toàn được dập tắt. Tấm biển quảng cáo của quán này khá lớn, dùng quá nhiều bóng đèn điện màu với công suất cao nên dẫn đến quá tải, gây chập điện và là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn. Cũng xuất phát từ biển quảng cáo, sáng ngày 1 tháng 6 năm 2011, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một siêu thị quần áo trên đường Sơn Tây, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ căn nhà 4 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn. Người dân chứng kiến cho biết, sau nhiều tiếng nổ từ biển quảng cáo, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ siêu thị. 4 xe cứu hỏa được điều tới hiện trường. Tuy nhiên, 2 tầng còn lại vẫn âm ỉ cháy. Lính cứu hỏa phải dùng xe thang tiếp cận, đưa vòi rồng vào phun nước. Thậm chí, hơn 100 lính công binh của thủ đô cũng được huy động, sẵn sàng thực hiện cứu hộ. Sau 1 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Hiện nay, biển quảng cáo được phân chia thành 3 loại chính. Thứ nhất là loại biển in bằng đồng inox. Thứ hai, biển hộp có chiếu sáng bằng đèn. Và thứ ba là biển đèn LED, rất dễ gây chập cháy. Biển quảng cáo được cấu tạo bằng vật liệu dễ cháy như nhựa hoặc meca. Trong khi đó, các biển này lại sử dụng một nguồn điện lớn để hoạt động. Sử dụng vào biển quảng cáo thì nó phải thông qua những thiết bị đổi nguồn để đẩy nguồn điện lên
điện áp lên khoảng độ 2000V để phóng điện cho ống thủy tinh chiếu sáng. Và bên cạnh những cái thiết bị quảng cáo mà với điện áp cao này thì lại hầu hết là bằng vật liệu dễ cháy. Điểm thứ hai nữa, đối với cả biển quảng cáo thường là được bố trí ngoài trời, với cái thời tiết mà mưa và nắng ở khu vực Hà Nội của chúng ta như hiện nay thì nó rất dễ làm hỏng những cái thiết bị liên quan đến điện, oxy hóa làm chạm chập dây điện. Một nguyên nhân thứ ba nữa là khi mà lắp đặt các biển quảng cáo này thì mọi người thường chưa chú ý đến cái thiết bị bảo vệ như automat, mà thường là sử dụng mà bằng công tắc đổi nguồn hai chiều, hoặc là dùng trực tiếp là cái ổ cắm để cắm vào phích điện. Thế do vậy nó không có thiết bị bảo vệ. Biển quảng cáo thiết kế ở ngoài trời nên ảnh hưởng bởi thời tiết, dây dẫn, phần bảo vệ đèn bị hỏng dẫn đến chập điện gây cháy. Thậm chí nhiều cơ sở còn để biển quảng cáo hoạt động 24/24 giờ. Nếu muốn an toàn, phải kiểm tra thiết bị điện trong biển quảng cáo một lần. Tuy nhiên, điều này lại khó thực hiện đối với các chủ kinh doanh. Tình trạng người dân lắp đặt bảng quảng cáo trước ban công tầng 1 và tầng 2 diễn ra rất phổ biến. Đặc biệt, có nhiều tòa nhà lắp đặt những bảng quảng cáo rất lớn, bịt luôn toàn bộ mặt tiền. Biển quảng cáo này lại thường được lắp ở nơi mà dễ nhìn thấy nhất, đó là ở phía mặt tiền ngôi nhà. Mà theo kiến trúc của nhà Việt Nam mình thì hầu hết của các nhà thì đều là nhà ống, chỉ có một lối thoát nạn duy nhất là ra cửa phía trước. Thì nếu như xảy ra sự cố ở các biển quảng cáo, nó làm ngăn chặn cái đường thoát nạn của người dân. Nếu mà không xử lý kịp thời thì có thể là gây đến nguy hiểm tính mạng cho những người đang ở trong ngôi nhà. Nếu không may xảy ra hỏa hoạn từ bảng quảng cáo, chính nó sẽ trở thành bức tường lửa, đít lối thoát hiểm của những người sống và làm việc trong nhà. Với cách xử lý khi đám cháy mới bùng phát thì nó như một cái nguyên lý chung đối với một đám cháy xảy ra. Trước hết là khi phát hiện ra cháy thì mọi người phải hô hoán để báo động, có thể sử dụng bằng kẻng hoặc chi hô lên để mọi người biết. Việc thứ hai cần làm đó là cắt điện ngay khu vực bị cháy để đảm bảo an toàn cho người. Thứ ba là tổ chức cứu người bị nạn ở trong đám cháy và sử dụng phương tiện tại chỗ để dập tắt đám cháy. Đối với những trường hợp này thì có những trường hợp là một số cái đơn vị gia đình là chưa quan tâm trang bị đến cái bình chữa cháy. Thế nhưng mà trong mọi gia đình thì gia đình nào cũng đều có sử dụng nước sinh hoạt là một. Hai nữa là chẳng hạn như chăn hoặc là vải ướt thì chúng ta có thể thấm để dùng nó làm cái phương tiện là chữa cháy rất phù hợp. Chúng ta có thể sử dụng bằng những thiết bị tại chỗ của họ là như vậy. Và một điểm rất lưu ý là đề nghị là những cơ sở này khi mà xảy ra sự cố đó thì phải gọi điện ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy với số điện thoại 114 để tổ chức cứu chữa kịp thời. Bởi vì nhiều trường hợp chúng tôi thấy rằng là các cơ sở đã cố gắng chữa nhưng khi không chữa được thì mới gọi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, dẫn đến cái cháy lan, cháy lớn rất nguy hiểm. Vì vậy, khi đám cháy bùng phát, cần thực hiện những bước như sau. Thứ nhất, hô hoán để báo động. Thứ hai, cắt điện ngay khu vực bị cháy. Thứ ba, sử dụng phương tiện tại chỗ dập tắt đám cháy. Ở đây có thể là bình chữa cháy, nước, thậm chí là chăn ướt. Thứ tư, gọi điện ngay cho 114 từ khi phát hiện ngọn lửa. Tuyệt đối không để đám cháy quá lớn mới gọi sự trợ giúp của lực lượng này. Đối với các đặc thù kiến trúc nhà của mình, hầu hết chỉ có lối chính thoát ra ngoài, đó là lối thoát nạn duy nhất trong ngôi nhà. Thế do vậy, cái điều đầu tiên khi xảy ra sự cố này thì mọi người trước hết phải sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hoặc nước, hoặc là chăn nhúng ẩm để dập đám cháy ở phía trước ngôi nhà. Sau đó sử dụng chăn ướt để trùm qua đầu và chạy ra ngoài. Với trường hợp mà không thể chạy ra ngoài được thì có thể là theo cầu thoát nạn để thoát lên tầng trên cùng. Để từ đó thì mọi người biết được và cấp cứu. Nếu hoặc trường hợp mà có những nhà có ban công phía sau
thì chúng ta cũng có thể thoát ra phía ban công đằng sau. Để cho an toàn chung cũng như an toàn phòng cháy trong quá trình sử dụng các biển quảng cáo, thì thứ nhất là cơ quan phòng cháy cháy chúng tôi cũng đề nghị đối với các chủ sở, khi mà lắp đặt các biển quảng cáo, thứ nhất phải chú ý lựa chọn những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, đặc biệt như bóng đèn hoặc là đường dây điện phải rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc lắp đặt phải đảm bảo tuyệt đối đúng kỹ thuật, và công suất sử dụng của bóng đèn nó phải phù hợp với cả đường dây. Bởi vì cái biển quảng cáo nó ngoài trời, thế do vậy là phải có cái biện pháp bọc kín để tránh trường hợp là nước nó sẽ ngấm vào cái đường dây điện. Chẳng hạn như chúng ta dùng keo để dán kín xung quanh của cái biển quảng cáo, tránh cho nước lọt vào phần điện ở phía sau. Cái vấn đề thứ hai cũng đáng lưu ý, cần khuyến cáo với cả mọi người, đó là không để các chất bắt cháy ở khu vực treo biển quảng cáo. Bởi vì như anh chị đều biết là biển quảng cáo thường là che kín dọc của ngôi nhà. Thế ở tại khu vực ban công đấy thì nhiều nhà là cứ hay sắp xếp những cái bìa các tông, hàng dễ cháy ra xung quanh. Đấy cũng là một cái nguy cơ để dẫn đến cháy lan rất lớn. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái hệ thống cung cấp điện cho biển quảng cáo. Nếu như có sự cố là phải kịp thời thay thế, không để cái dẫn đến tình trạng chập cháy. Và một cái điểm cuối cùng xin lưu ý là khi mà hết giờ kinh doanh thì yêu cầu là nên cắt điện tại khu vực biển quảng cáo. Bởi vì như các vụ cháy chúng tôi theo dõi thời gian vừa qua, hầu hết xảy ra trong khoảng thời gian ở buổi tối, khi mà cái biển quảng cáo đã được hoạt động cả ngày, công suất nó đã quá công suất rồi, nhưng đến tối thì lại không có điện. Do vậy là hầu hết các vụ cháy tại biển quảng cáo đều xảy ra vào buổi đêm. Vì vậy, nên chọn mua những thiết bị, đèn đảm bảo chất lượng rõ nơi xuất xứ. Các biển hiệu quảng cáo dùng điện chiếu sáng cần lắp đặt đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn. Các mối nối hệ thống đèn bên trong hộp đèn quảng cáo phải được bọc cắt điện. Hệ thống dây dẫn phải được luồn trong ống cắt điện. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện. Nếu thấy vỏ dây bị lão hóa, mối nối tiếp xúc kém, cần thay mới ngay. Khi đóng cửa hàng kinh doanh về đêm, cần tắt hết đèn chiếu sáng bảng hiệu. Bên cạnh đó, cần lắp thiết bị bảo vệ đầu nguồn phù hợp với biển quảng cáo. Với các biển quảng cáo bằng kim loại, cần có dây tiếp địa để phòng trường hợp xảy ra trạm, chập điện sẽ tiêu hủy ngay dòng điện tồn dư. Không được lắp đặt biển hiệu quảng cáo ở những nơi gần nguồn điện, nguồn nhiệt có thể gây cháy cao. Việc treo biển quảng cáo cũng cần có sự cẩn trọng, không nên treo kín cả tòa nhà, phải để cửa thoát hiểm, phòng khi cháy xảy ra.